Rồi chuyển hết các em nó ra cái chuồng mới này. Chuồng này mình tận dụng lấy chuồng chó nhé, 5 con. Đấy, giống này là đến tuổi này là mình cứ phải nhốt lại, quy hoạch một bãi cho gọn gàng, để ngoài kiểu nó mang tính chất hoang dã, rất chi là rát người, khó bắt, mất hết. Đấy, ngọ tối để bắt để nhốt các em, nó bay mất gà mẹ rồi anh em. Gà mẹ đang đẻ hai lứa, tiếc quá, đang trong cái thời gian đẻ trứng, bay mất, đợi ngày hôm nay ngày thứ ba không thấy về, coi mất. Đây toàn bộ con gà con nó, nhưng bọn này đến cái tuổi gà choi choai rồi, nuôi một thời gian nữa là nó cũng có thể nó sinh sản, cho nên mình phải quy hoạch vào cái khu chuồng này. Chuồng này mình tận dụng cái chuồng chó, nguồn thức ăn thì chủ yếu nó vẫn phải cho ăn cỏ, cỏ và ngô. Quay bằng sáng nó hơi lóe chóa quá, chỉ cần nước và ngô cỏ, quy hoạch nhốt đề rất là gọn luôn, mình quản lý được.